các bạn thân mến, hôm nay Ngọc Ánh muốn giới thiệu với các bạn gia đình người chồng Mỹ của Ngọc Ánh. Suốt 30 năm vừa qua, Ngọc Ánh sống ở xứ người với sự yêu thương và đùm bọc của gia đình của Alan, chồng Ngọc Ánh và Mom. Ba của Alan qua đời lúc Alan còn trẻ. Má Alan một mình gây dựng nuôi ba đứa con gái và một đứa con trai. Alan là con út. Đây là Helen, Mom và Alan. 3 năm về trước, Ngọc Ánh đi về thăm gia đình và giữ lại vài tấm ảnh. Tháng 7 năm nay, Ngọc Ánh sẽ cùng chồng đi về thăm chơi nữa. Gia đình chồng sống ở North Dakota, một vùng đất mùa đông rất là lạnh và mùa hè thì nóng. Gia đình anh cũng là người di dân. Ông nội anh đến nước Mỹ từ nước Đức. Khi bị đàn áp tôn giáo thì những người Đức mà gần biên giới Nga đã đi qua nước Mỹ. Lúc đó thì quốc gia Mỹ cho họ, cái này là chị chồng của mình và ông chồng, đây là ba của mình và hai người cậu. Ba mình đi thăm North Dakota với mình đó các bạn. Khi gia đình của đây là Grand Canyon, đây là trại nuôi gà, nuôi gà to như vậy đó. Đây là vùng nông trại mấy con bò. Khi những gia đình cùng với gia đình của chồng mình, ông nội của chồng mình đi di dân sang nước Mỹ thì dân chúng Mỹ cho 23 cái mẫu đất mỗi người để làm ruộng. Đây là những trò chơi của họ khi những ngày rảnh rỗi là chơi rodeo. Thì rodeo là họ cột sợi dây với bụng con bò để con bò nó khó chịu, hay là con ngựa thì nó nhảy tưng, nó đá lên tưng, thì người nào ngồi trên được con ngựa lâu nhất là họ đứa đó được thắng giải. Đây cái trò rodeo. Giờ bây giờ mà Mom đang sống trong một nhà dưỡng lão rất là đẹp. Bà có 3 người con gái, có nhà lớn lắm ở chung quanh, nhưng mà bà không muốn ở chung với ai hết. Bà muốn ở trong nhà dưỡng lão đẹp của bà, rồi bà muốn qua nhà con chơi thì bà chơi. Lúc nào tới đón thì đón về. Bà rất là tự lập, đàn bà Mỹ rất là tự lập. Bà có phòng riêng, có y tá săn sóc, có người nấu cơm cho ăn, săn sóc lo hết. Vậy sức khỏe bà mới được bảo đảm tốt hơn. Đây là cái museum. Hồi xưa người ta nói ở đây cô ta là có mấy con khủng long bạn. Thì họ kiếm được những bộ xương của mấy con khủng long này, thì họ để trong hội long đã trưởng lãm. Bao nhiêu ngàn năm về trước là những cái con khủng long này đã sống trong cái vùng này. Bây giờ thì mình đang sống ở Florida với Alan, tại Alan làm cho chính phủ liên bang và bị đổi xuống Florida. Đây là những cái bộ xương, những của con khủng long đấy. Là con, nhìn đây là con T-Rex, nó to ghê chưa. Thì khi mà họ đào đất sâu xuống thì tìm thấy được bộ xương của những con vật khủng bố khủng long vậy, to ghê vậy đó. Thì North Dakota mùa nắng nóng thì nó như vậy, mùa đông thì nó như vậy. Người ta trồng lúa mì, trồng bắp và nuôi bò. Đây là vùng đất hoang dã. Đây là những con ngựa hoang, nó sống từng đàn trong cái vùng đất vậy đó. Đây là cảnh rodeo, người ta coi đông ghê chưa. Có con nai. Con bò rừng. Con nai người ta chỉ cho nó săn những vài tháng trong năm thôi. Khi mà con nai nó có bầu với lại nó đẻ con á, nó nuôi con á. Đây là con bison, con trâu rừng. Khi con nai mà có bầu thì cấm săn bắn. Nếu con nai nó khôn lắm, khi nào nó biết cái tới những cái tháng mà không cho săn bắn nó đó, thì nó đổ xuống thành phố nó chơi.
không ai dám bắn nó hết. Tới hồi bắt đầu mà tới ngày mà cho đi săn thì nó trốn hết, nó về vô rừng nó trốn hết. Này người ta cưỡi ngựa để dồn để đuổi bò, đem bò vô trong trại cho nó ăn. Cái này chắc là bò sữa. Còn cách họ trồng rau đó, bạn thấy họ trồng rau công nghệ không? Đó, cái này nguyên một cái tưới nước là tưới nước tự động mà nó tưới nước luôn hết cả luôn cái vườn, đây là vườn rau đó. Cái này là hệ thống tưới nước. Để mình xem thì từ từ ha. Cái này là bà con của Alan. Đây là cái chỗ mà để chứa thóc. Bà thấy cái xe của họ đó, cái xe một bên, xe bên này cả gặt lúa, rồi xe bên kia thì đổ xuống, đổ vô cái bình lúa, rồi đem vô chỗ chứa lúa. Đó, cái này kêu là combine. Cái này là cái xe này là cả triệu đô đó bạn. Bây giờ thì khi nào nắng ấm thì đem cái con bò ra đây cho nó chơi. Cái này là nhà để chứa bò nè. Còn nhà chủ nhân của trang trại thì ở như vậy. Đời sống ở đây rất là thanh bình, thường thường là đạo Công giáo và đạo Tin lành hay là đạo Lutheran. Người nào cũng đây rất sùng đạo. Cái này mấy người cháu đi quân đội, anh này thì đi hải quân, anh này đi Marines, thủy quân, lục chiến. Đây là bà chị của má chồng. Đây mùa tuyết, đã đổ tuyết lên. Đây là lúc mình cách đây đó, cái này, cái hình này cách đây 10 năm. Đây là ba mình, em trai. Đây gia đình của bên chồng. Đàn bà Mỹ rất là tháo vát các bạn. Ba chị chồng mình là làm còn ba cô giáo. Cái này là Maurice Moore, có cái đầu của ông Tổng thống. Họ rất là đảm đang, họ rất là giỏi. Cái này là vùng Grand Canyon. Hồi xưa là người nói là hồi xưa là nước chảy vô đây thì nó mới làm những hòn đá to ra như vậy. Ba chị chồng mình là làm ba cô giáo, là ba người chồng của họ là làm cho chính phủ liên bang. Cái này vườn, cái này mùa lúa. Con nai. Đây có họ, ở đây có gấu. Có rừng mùa tuyết. Này con bò rừng nó sống trong rừng mùa tuyết hay là mùa nóng gì nó cũng sống được hết. Đây là bò mình nuôi, đem ra mùa hè đem ra cho nó uống nước. Đây là cách họ trồng rau, tưới rau. Mùa hè thì mùa xuân mùa hè thì hoa nở rất là đẹp. Cái này là mấy combine để gặt lúa. Đây
Đây là buổi chiều ngồi sau vườn. Đây là nhà thờ. Đây là bà mẹ chồng và ba người chị chồng và Alan. Là con bò rừng nó đi có khi nó đi xuống đi lang thang trong thời gian là người chăn qua bò. Rất mau, nó kêu là cowboy thật là mau. Tháng 7 này là kể là kỷ niệm wedding anniversary lần thứ 30 của hai vợ chồng mình. Alan là con trai út của một gia đình bốn anh chị em. Má của Alan là cô giáo, ba đứa con gái cũng đi học làm cô giáo, thì Alan làm kỹ sư. Chính phủ liên bang gửi anh xuống Florida. Mình đã gặp Alan ở đây và Alan bây giờ ở Florida với mình. Anh là người rất nghiêm nghị, nói một là một, nói hai là hai, rất yêu thương vợ, rất yêu thương gia đình. Mình nói với má chồng mình là: má ơi, con cảm ơn má đã sanh một người con, một người chồng rất tuyệt vời cho con. Ở xứ của Alan á, ai cũng rất là nghiêm túc, rất là tiết kiệm. Đây là cái máy bay collection của chị chồng của mình. Đây là vườn ở phía sau nhà. Buổi tối thì có một chút lửa đó, đốt chút lửa rồi cả nhà sum họp. Đây là những bó cỏ người ta cuộn lại đó để mà cho con bò ăn. Đây là Grand Canyon, vùng núi. Người ở xứ North Dakota rất thích đi câu cá. Mùa hè thì họ câu cá ở hồ. Tới mùa đông thì hồ nước đông lạnh thì họ đập cái lỗ trong dưới dòng sông rồi ngồi bỏ cái sợi dây xuống câu cá. Vậy mà cũng câu cá nhiều lắm đó các bạn. Đây là bạn thấy không? Ngồi lạnh lắm á mà cá biết bao nhiêu người cùng ra để làm đào cái lỗ, rồi mỗi người đó, con cá to chưa, mỗi người đó bỏ cái cần câu xuống, cái cả câu được những con cá to, rất là to. Người ta kêu là ice fishing.
Như vậy là hôm nay Ngọc Ánh đã đưa các bạn đi xem thăm vùng North Dakota, là một xứ rất lạnh tại nước Mỹ. Gia đình chồng mình ở đó, mình thì ở Florida với chồng. Xin chào các bạn.